Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, Redmi K20 Pro đang càng lúc làm chúng ta càng nhớ về chiếc Pocophone X1 với trang bị cấu hình mạnh mẽ nhưng mức giá thì lại rẻ không tưởng. Và theo bức ảnh mới được đăng tải trên Weibo thì Redmi K20 Pro sẽ có 3 phiên bản cùng sử dụng con chip Snapdragon 855 nhưng sẽ có RAM và ROM khác nhau. Chúng ta sẽ có bản 6GB RAM, 64GB ROM sẽ lên kệ với mức giá khoảng 375 đô, tức là khoảng 8,7 triệu đồng. Trong khi đó, với 6GB RAM, 128GB ROM và 8GB RAM cộng 128GB ROM sẽ có mức giá lần lượt là 404 và 434, tương đương với 9,4 và 10,1 triệu đồng. Để so sánh thì mẫu flagship Mi 9 cũng sử dụng chipset là Snapdragon 855, RAM 6GB và ROM 64GB có mức giá khởi điểm lên tới là 434 đô, tương đương bản cấu hình cao cấp nhất của Redmi K20 Pro. Bên cạnh mức giá thì bức ảnh trên còn xác nhận rằng K20 Pro sẽ có thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn, pin 4000mAh và camera 48MP cùng với camera trước của K20 Pro và K20 sẽ sử dụng thiết kế camera trượt. Các bạn mến, Vivo vừa ra mắt chiếc máy nâng cấp của Z3X có tên là Z5X và cấu hình chính là điểm mạnh của chiếc máy này. Và Vivo Z5X gây ấn tượng với thiết kế màn hình đục lỗ ở mặt trước, viền màn hình tương đối mỏng, mặt lưng bóng bẩy nhưng chỉ làm từ nhựa polycarbonate. Màn hình của máy có kích thước khoảng 6,53 inch, độ phân giải là Full HD+ và tỷ lệ khung hình là 19,599. Ở bên trong thì Vivo Z5X mang sức mạnh phần cứng xử lý đến từ con chip tầm trung Snapdragon 710 của Qualcomm kết hợp với GPU Adreno 616 cùng với RAM 8GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.1 lên tới 128GB. Ngoài ra thì máy cũng có khe cắm thẻ nhớ để người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ cùng với viên pin lên tới là 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 18W. Đây sẽ là một điểm cộng cho Z5X. Mặc dù sở hữu viên pin lớn như thế, tuy nhiên là chiếc điện thoại này có độ dày chỉ khoảng 8,85mm và chỉ nặng có 204,1g. Và mặt lưng của máy có cụm 3 camera xếp dọc gồm cảm biến 16MP khổ độ f/1.78, cảm biến góc siêu rộng 8MP khổ độ f/2.2 và cảm biến đo độ sâu 2MP f/2.4. Trong khi ở mặt trước của máy có sự xuất hiện của máy ảnh selfie 16MP và khổ độ là f/2.0. Được biết là Vivo Z5X sẽ được chính thức mở bán vào ngày mai với mức giá khoảng 202 đô, tức là khoảng 4,7 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM và 64GB ROM. Còn biến thể RAM 6GB bộ nhớ trong là 64 và 128 sẽ có mức giá lần lượt là 217 và 245 đô, tức là khoảng 5 đến 5,7 triệu đồng. Và cuối cùng, với model cao cấp nhất thì chúng ta sẽ có mức giá rơi vào khoảng 6,7 triệu đồng. Và Vivo Z5X sẽ có 3 màu sắc để người dùng lựa chọn, đó là đen, xanh và màu xám. Các bạn mến, Redmi 7A đang tiếp nối dòng smartphone giá siêu rẻ với vật liệu nhựa polycarbonate và lớp phủ nano P2i cho khả năng kháng nước nhẹ. Và Redmi cũng cho biết là khay SIM cùng cổng micro USB và cổng âm thanh được bảo vệ bởi các miếng cao su chống nước lọt vào trong. Và màn hình của máy có kích thước khoảng 5,45 inch, độ phân giải là HD+, tỷ lệ khung hình là 18:9 và viền màn hình hai bên hơi cong một chút. Redmi 7A được trang bị con chip Snapdragon 439, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB, hoặc tùy chọn thứ hai là RAM 3 và ROM là 32GB. Về camera thì Redmi 7A sẽ đi kèm với cam chính là 13MP, hỗ trợ lấy nét theo alpha, PDAF và cả đèn flash LED, trong khi mặt trước của máy ảnh sẽ là 5MP. Máy có viên pin 4000mAh và hỗ trợ sạc 10W 5V 2A, chạy sẵn trên điều hành Android 9 Pie với giao diện MIUI 10 và không có sự xuất hiện của cảm biến vân tay, cũng dễ hiểu khi mà Redmi 7A chỉ là một dòng sản phẩm giá rất siêu rẻ. Và Redmi 7A sẽ có hai màu là đen và xanh và giá bán của máy sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 5 tới đây, nhưng dự kiến mức giá sẽ không chênh lệch quá nhiều so với Redmi 7 có mức giá là 101 đô. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.